nó sang trước hơn là 4 ngày đó. Mà anh thấy nó cũng muốn bự hết trơn rồi. Ồ, đẹp quá anh ơi. Ừ. Ủa, tôm đều quá. Mà ao nào cũng nhau nấy, đừng gục cho bá, cho bá. Cái tay này chắc cỡ 100 ngoài con vậy anh. 100 ngoài con hết. Đâu? Con ngoài trời. Ao nấy. Ngang gục trong ao đẹp anh ơi. Ừ. 6 ao là ao nào cũng chỉ chân đó. Hay quá, nuôi hay quá. Nè, đừng gục. Chà bá luôn. Ờ, gan nên thấy không? Ừ. Gan đừng có đen thôi, gan nó nâu 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 vậy đó. Dạ. Không gài bà con nuôi cái vụ này tình trạng bị mà trống ruột rồi xanh gan đồ, mà qua kiểm tra tôm của mình ở đây nuôi rất là tốt luôn, gan ruột rồi rất là đẹp. Thì ở đây anh có những cái bí quyết gì anh chia sẻ cho bà con để người ta nuôi nó đạt tốt như con tôm của anh hiện tại đang nuôi anh ạ? À? Cái tôm mà bị trống gan, trống ruột cho nó là nó bị xanh gan rồi trống gan, teo gan rồi nó chết, là gan tỵ, là hình như là bị gan tỵ 100% đó. Là do cái thời tiết môi trường, là cái yếu tố thời tiết môi trường nó gây ra là cái yếu tố đầu tiên. Yeah. Cái thứ hai là do cái con EHV, vi khuẩn EHV trong đường ruột nó tấn công vào phần gan tỵ. Yeah. Đó thì hai cái đó là nó gây cái thiệt hại của roi cho bà con, là mình phải khắc phục được hai cái đó. Thứ nhất là nó vi khuẩn gan tỵ, là nó vi khuẩn là EHV là nó tấn công vào phần gan tỵ. Thì em phải có cái em phải vệ sinh, thứ nhất là em vệ sinh cái môi trường với con vi khuẩn trong nước rồi ở trong cái chất thải rồi của mình, nó phát triển mạnh lắm. Yeah. Nó thành ra là có khi em test dòng bữa nay em test đi, vi khuẩn trong nước nó không có ít lắm, nó khoảng 10 cộng 20 cộng, nhưng mà sau 5 ngày nó lên tới 1.000 cộng. Yeah. 2.000 cộng. Thì đó con tôm nó ăn, nó sẽ giải thức ăn rồi vô đó, là mấy cái dinh dưỡng đồ đó, là mấy cái con vi khuẩn là nó đeo nó bám vô đó, là tôm nó ăn là nó trúng vô, là nó bị dính vô đường ruột rồi đó, là nó ăn cái bộ phận gan tỵ, là con tôm gan tỵ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mưa nó sốc cái môi trường, nó cũng bị cái bệnh gan tỵ nữa. Yeah. Cho nên hai cái đó mình khắc phục được, là khắc phục cái lý do khắc phục được là sao anh nói khắc phục được. Thứ nhất là em phải làm cái ống siêu phong giống như anh vậy đó. Lúc yeah. nào em cũng phải hút cặn bã đồ ra, là trong cái ao hồ em lúc nào nó cũng sạch sẽ hết trơn á. Thứ hai nữa là em hút cái khí NO2, khí độc ở trên mặt đó. Yeah. Là hút ra rồi nước mưa, đồng thời nước mưa. Mưa lớn á, là em chỉ mở qua anh thôi là nó quạt cái nó sấy vô giữa là nó hút nước mưa ra hết luôn, thì nó ít có sốc môi trường. Yeah. Rồi cái khắc phục cái ở trong cái ao hồ môi trường của mình á, thì bằng cái cách mình lấy cái khí cái chất thải dưới đáy ao. Dạ. Đó thì làm cái ống, nó lấy từ cái chất thải, lấy từ khí độc, lấy từ cái nước mưa, nó để nó ít có sốc môi trường đó. Cho nên nó là mấy cái khâu đó, là anh nói là cái khâu mà cái người quản lý kỹ thuật á. Vậy là đó, con tôm nó bị trường hợp này là anh có hai nguyên nhân đó, là môi trường anh ơi. Hai cái nguyên nhân đó, nguyên nhân thứ nhất là nó sinh ra cái vi khuẩn ở trong cái môi trường ao mình đó, là dạ, do mình vệ sinh không sạch. Dạ. Vệ sinh không sạch chứ dưới đáy ao đó là cái chất thải dinh dưỡng đầu trong ao mình nhiều, là con vi khuẩn phát triển rất là nhanh. Yeah. Con vi khuẩn EHB, ký sinh trùng đồ nó phát triển rất là nhanh, mà nhất là con EHB nó ăn vô, trúng cái con EHB vô trong đường ruột với gan nó, rồi là nó tấn công bộ phận gan tỵ, là hư gan tỵ. Yeah. Đó thì nó con tôm mà nó suy yếu rồi, nó gặp cái môi trường mà xấu, mưa xuống thời tiết bắt lại cái là nó phát bệnh liền. Đó, cho nên đó là mình khắc phục bằng cách đó. Đầu tiên nhất là lấy hết chất thải trong môi trường ao mình nuôi đó, lấy luôn cái khí độc, lấy chất thải, lấy khí độc. Ao mình lúc nào cũng sạch sẽ thì nó ít có phát sinh ra những cái con vi khuẩn virus đồ gan tỵ ở trong virus vi khuẩn EHB đồ ký sinh trùng rồi đó. Yeah. Thì con tôm mình nó ít có bị là bệnh, thì mình nuôi nó ít có rủi ro. Đó, nói là lúc đầu, bởi vì anh nhắc nhở bà con lúc đầu lúc nào cũng siêu phong sạch sẽ. Yeah. Đi phong sạch sẽ để cho con tôm mình nó, khi mình thả vô á, là nó trong môi trường của nó sạch sẽ, nó ít có bị hư đường ruột á, là thì thường là gan tỵ là nó đi chung, nhưng hư đường ruột là nó hư gan đó, là nó anh nhắc cho bà con trong cái trường hợp mình xử lý, ngoài cái chuyện xử lý môi trường á, thì mình có cái dòng thuốc nào để mà đặc trị cho cái dạng mà xanh gan chống ruột không hả? Thành ra chống ruột bây giờ nó chỉ hết trơn đó. Bây giờ là gan tỵ, giờ là nếu mà em phát hiện ở giai đoạn đầu là anh bảo đảm em chỉ hết trơn, mà đừng có để cho nó chết hàng loạt thì mình chỉ khó khăn, chứ còn nếu mà nó bắt đầu nó phát bệnh là chỉ hết. Yeah. Điển hình như mày tôm của Khánh nó quay phim cho mình coi,
Nó là trắng, nó bị gan, nó xanh nhạt hết trơn, rồi ruột gan trống hết trơn. Nó mà nó trị trong vòng có một tuần là hết liền mấy cái thảo dược gan của mình, giờ nó hay cực kỳ hay luôn Út. Là trị cái mình... thảo dược gan đó nè. Cái thảo dược gan ruột, gan tự gan ruột đó. Là mình tạt trong vòng 2-3 lần á, là bắt đầu mình tạt 2-3 lần là mình cho ăn liên tục đó, cả tuần lễ luôn, là nó phục hồi lại. Là phục hồi lại hết. Cái chai đó vừa tạt vừa ăn luôn. Rồi cái bệnh phân trắng HP đó, nó có hai cái bệnh đó đó. Cái một cái bệnh đó là trị gan tị là cái chai thảo dược gan mình đó. Vừa tạt vừa cho ăn cực kỳ hay luôn. Cái đó ăn cái liệu trình nó ăn bao nhiêu ngày thì mình mới ngưng ăn thảo, ăn liên tục một tuần sau mình nó bình phục lại là hết trơn, mình mà bị gì thảo dược nó không ảnh hưởng gì hết trơn. Nó ăn chừng nào thấy con tôm sắc tố bình phục lại bình thường, gan ruột lại bình thường rồi bắt đầu là nó ăn tốt rồi, bắt đầu mình có dụng mình ngừa những cái dòng vaccine khác, hay là để mình ngừa những cái con e vi khuẩn EHB đó, phân trắng đó. Là giờ nó có hết trơn rồi, giờ thuốc men hay lắm. Nói vi khuẩn EHB là có mấy cái vết một rồi chị cực kỳ hay. Là ăn đó là phân trắng rồi ăn trong vòng 3-4 ngày là hết. Bề tôm bị mụn đuôi cũng bỏ ăn chống ruột rồi ăn 3-4 ngày là hết trơn. Hình ra bây giờ nói có thuốc hay lắm, nuôi tôm khó chết lắm. Bây giờ một số bà con người ta không biết, người ta dùng lỡ mai ta dùng kháng sinh ta trị hồi nãy con tôm người ta nó yếu, nó lờ quờ, thì theo anh thì nếu mà con tôm để cho nó tốt lại, phục hồi lại là mình có gì cần giải độc tố kháng sinh rồi cho đúng nó rồi. Mình thí dụ mà ăn cái thường thường á, cái bà con mình nuôi á, làm như nó cái tập tính nó quen luôn, quen là sử dụng kháng sinh đó. Sử dụng kháng sinh mà thường thường á, là cái nhận xét của bà con mình đó là nó có khi nó cũng bị sai. Ví dụ ăn cái thấy con tôm mà ruột với gan đồ nó đen thui có phải lắm. Không phải, nó đen thui cái gan, đen thui cái đường ruột là nó teo gan nó hư rồi. Bắt đầu là 10 bầy mà em để ý rồi, 10 bầy là anh nuôi anh nghiên cứu kỹ lắm đó, 10 bầy mà ăn cái gan nó đen thui, cái đường ruột nó đen thui là nó bị gan tị hết. Bắt đầu mưa gió xuống là cái mà thời tiết nó bất lợi là bắt đầu cái gan nó xanh nhạt liền thành chống ruột. Cho nên là nếu mà muốn khắc phục cái đó thì ăn cái đó, lỡ ăn rồi thấy cái gan nó đen quá, ruột nó đen quá thì cho ăn cái giải độc kháng sinh. Giải độc kháng sinh vô để cho nó giải hết trong cái cơ thể nó ra. Đó thì mình giải là mình thấy liền con tôm bắt đầu nó lờ quờ, có khi nó lột ra cái nó không cứng nó chết. Mà cho ăn cái đó vô là con tôm nó bóng, nó chắc, nó cứng liền. Nó thành ra cái giải độc kháng sinh nó hay lắm. Làm anh cái đó là tất cả những cái anh sử dụng qua là anh có nghiên cứu rồi, mà anh có test luôn. Ví dụ như cái giải độc kháng sinh đó mà em đi test tôm á, tôm em bị nhiễm kháng sinh rồi đó, anh cho ăn, em cho ăn trong vòng 3 ngày để em đi test lại, bảo đảm là không còn miếng kháng sinh nào trong cơ thể con tôm hết. Là cái đó là cũng có nhiều người, nhiều anh em ta sử dụng, mà nó khi mà người ta gần thu hoạch á, người ta đem đi người ta test đó, là con tôm nhiễm kháng sinh, cái người ta không mua. Cái bắt đầu là anh em là sử dụng cái đó, sử dụng cái giải độc kháng sinh. Giải độc kháng sinh vô thì con tôm mới ăn, 3 ngày sau đi test lại hết kháng sinh. Mà con tôm nó bự ra, mà nó bóng, nó mạnh, nó chắc, nó cứng nữa. Mà tôm mà nó rớt đáy rồi đó, là nó lột ra nó không cứng á, cho ăn 3-4 ngày là nó cũng giảm nhiều luôn, hết luôn. Rồi xe phô ta xem là ăn teo gan ruột hết. Tôm thứ nhất là nó không bị gan tị thì nó cũng bị là không lớn. Vậy ăn cái đó là bản thân nó bị teo gan, giống người ta bị sơ gan của trứng rồi, nó đã không còn hấp thu dinh dưỡng được. Thành ra nó không lớn luôn. Nên là sau này là anh tất cả mọi cái gì mà nói trong cái quá trình sản xuất nuôi tôm nên làm mấy chục năm rồi, anh đã sử dụng từ cái semfotaxin là anh sử dụng 20 năm trước. Tại sao bây giờ anh không bao giờ anh xài những cái sản phẩm đó nữa? Vì anh xác định thằng đó là nó gây cái hệ lụy, cái tác dụng phụ cao quá. Cho nên anh không xài, vừa mất tiền tốn kém mà vừa là gây cái tác hại cái lớn quá. Nên là không sử dụng nó. Mà bây giờ mà xài đó quá là mai bốt người ta mua, người ta kiểm dính kháng sinh cái người ta không mua nữa. Đúng rồi, nhưng mà nhà nước mình cũng không biết cái gì, tốt nhất là sử dụng cái thảo dược nhiều, mấy kháng sinh cũng kháng sinh nhẹ, ví dụ vậy đó, nuôi theo sinh học. Kháng sinh rồi lấy dùng để chi, kháng sinh để sử dụng trong những cái lúc mà thời tiết bất lợi, là cho con tôm nó cứng chắc cái cơ thể nó chút thôi. Chứ không phải là nó trị được cái bệnh tôm mà nó bệnh rồi á, nó bệnh mà thí dụ mà em tới bệnh lúc mà như là nói 1-2 năm trước á, nó chết chốc rồi đó, lấy cefotaxin đi cho ăn một ngày cả ký lô có chết, có hết bệnh đâu, cũng chết la liệt hết dân. Cho nên là không phải cái thuốc đó mà trị cái bệnh, không phải.
Thuốc nó gây cái tác dụng phụ, cái tác hại cho mình thêm thôi. Tốn kém nhiều, chi phí cao mà nó sinh ra cái hậu quả cao lắm. Thành ra mấy cái đó là không bao giờ anh sử dụng nữa. Anh chắc chắn là mấy cái đó anh sử dụng 20 năm trước thì anh xác định nó không bao giờ sai. Đã từng sử dụng rồi. Anh sử dụng 20 năm trước rồi, một lon nó 1 ký rẻ bán 2 triệu mấy cũng có, nó đủ loại thành phần. 45%, 70%, 98% gì có đủ hết. Bây giờ mình có cái dòng thuốc này vừa rẻ lại tốt nữa, mình đâu cần xài tới chi nữa. Càng nó tác hại quá. Cho nên là mình nhà nước giờ họ cũng khuyến cáo không có cho xài kháng sinh nhiều trong nuôi trồng thủy sản nhất này. Là cái cefotaxin nó nữa gây cái tác dụng phụ là cực kỳ lớn. Dạ. Nên là anh đó là khuyến cáo bà con là cái đó là ăn thì anh nói mà cái thói quen của bà con ăn cái gan cái ruột nó đang thui nó phải không phải gan cái ruột đang thui là cá chết. Dạ. Nó teo gan ruột đó là nó có nghĩa là nó bị giống người ta bị sơ gan cổ trướng, nó sơ gan luôn rồi đó. Nó, cái gan nó bị chai luôn rồi. Là con tôm không hấp thu dinh dưỡng nên nó không lớn luôn. Rồi á, là môi trường nó bất lợi là nó bệnh qua gan tị luôn. Nên là cái đó nó nguy hiểm. Không xài đó. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Hải nha. Rồi anh thông tin này cũng tốt và kịp thời cho bà con. Anh cũng là hy vọng là cuối năm này á, là cầu mong bà con á, là sản xuất thành công phát đạt để mà kinh tế được phục hồi lại được, rồi cái ngành thủy sản được phục hồi lại được, bà con có điều kiện để mà phát triển, để phấn đấu lên cái ngành thủy sản làm sao cho nó tốt lên hơn nhiều năm về trước. Yeah. Giống như anh 3 năm trước làm dở ẹt bây giờ ngon lành. Bảo đảm là ngon lành.